thăm nha. Bắt thăm trúng thưởng nha. Em bắt được không anh? Dạ được, dạ được. Đây nè, đây là cái Kangen Water Machine là trị giá 5.500 đô la. Và ngày hôm nay chúng ta bắt thăm, đây là những cái thăm mà mọi người đã có hết rồi. Tất cả đồng ý không ạ? Tất cả đã có phải không ạ? Việt Thảo cũng có một cái luôn đây, để trước mặt. Nếu ai có rồi xin vỗ tay cho biết nè, ai có rồi. Dạ, có hết, ban nhạc có đủ hết. Nhưng mà ngày hôm nay nếu mà trúng đó, đem cái máy này về không hay, máy này demo cho mọi người xem thôi, display. Chị Jennifer và anh Peter Hà sẽ gửi cái máy đến tận nhà cho chúng ta. Nha, first class service, đến tận nơi, đeo vào tay trắng, gắn vô đàng hoàng, không tính tiền, nha. Rồi, bây giờ đây là những cái phiếu. Bây giờ anh Peter và chị Jennifer có quyền bắt. Và ngày hôm nay anh Peter, chị Jennifer cũng có một cái phiếu. Nhưng mà giao trước, nếu hai người này trúng, hai người tài trợ thì không được lấy máy, bỏ nhường lại cho người khác trúng. Đồng ý không? Dạ. Tức là nếu hai người trúng bắt lại. Rồi. Không vậy thì chia hai cái bé này, chia thì khỏi chia. Rồi bây giờ bắt đi. Rồi anh Peter, chị Jennifer ai bắt cũng được. Dạ, đây, rồi để bắt đây một cái. Bắt một phiếu, chừa lại số của mình. Cầm coi hộp, hộp, hộp lại đi. Hồi hộp. Rồi, có một rồi. Số. Wow. Vé màn số 67-2014, tên là Tân Nguyễn. anh ta vừa đâu được. Khoan. Cứ lên. Dạ. Anh ta... nói rồi mà. Còn lấy luôn hỏi bằng đẹp. Coi cái này hay à, Được rồi. Cái này có lấy à gà. Anh Tân lên đây. Anh này phỏng vấn đi. 67-2014, đúng là anh Tân Nguyễn. Anh cho biết ý kiến khi anh là người bốc thăm trúng cái này. Ôi xin lỗi, được, đứng kế bên anh nói được. Rồi, nói được. Yeah. Okay. Thì em xin chào anh Việt Thảo và chào tất cả các quý vị ở trong đây. Thì cái cảm giác mà hôm nay đi tới đây là chị có muốn nghe cái show này rất là lâu rồi. Em coi nhiều lần lắm rồi mà thật sự ra là không có tới dự. Thì hôm nay thật sự muốn tới chứng kiến dự cái này thôi. Còn thật sự cái máy thì mình không có nghĩ mình nhận được. Chúc mừng anh Tân, yeah, trúng được cái máy ngày hôm nay. Dạ, anh ngửi nha.